Xin chào các bác, hôm nay này em lại giới thiệu với các bác một số, không phải là một số, là một loại, chính xác là một loại sản phẩm đã đi vào cái thương hiệu của bên em. Đấy, đây chính là cái phần tản loa. Hiện tại bên em còn trên 25 bộ nữa. Đấy, thì là các bác nào cần thiết thì về lắp ráp linh kiện vào, xong là chơi thôi. Thì hiện tại là mà bên em đang có rất là nhiều điện trở, có khối lượng điện trở ước tính là tầm cỡ là trên 90 kg các loại. Đấy. Riêng loại này chính không thôi, loại chính này không thôi đã vào 80 kg rồi. Còn lại là hơn 30 kg loại trở nhỡ nhỡ này. Đây, quay cho các bác xem luôn. Đây điện trở nhỡ nhỡ này. Có loại điện trở nhỏ hơn nữa trong cái bao này. Đấy, em có hiện tại rất là nhiều. Đây, các bác chịu khó xem tí nha. Đấy, chợ này chợ dạng chợ này. Đây các bác chờ tí. Xem đây cho các bác xem. Đây là thuộc dạng này điện trở, là con này là nó chỉ có 2,5 ohm thôi. Đỏ đen như nhau cả, 2,5 ohm, 5W. Đấy. Chợ hàng này hàng của Mỹ nhá. Đấy, chợ xịn của Mỹ luôn. Các bác nhìn này thì không giống hàng ở Việt Nam với Trung Quốc rồi. Chợ xịn của Mỹ luôn. Dám đảm bảo luôn. Đấy, các loại xịn Mỹ luôn. Chở Mỹ giá rất là ok. Đống chở này thì là do em để nó hơi bụi bặm tí, các bác về lau chùi qua cái là rất là sạch. Em để ở trong cái kho đấy. Ở trong cái thùng này thì còn rất là nhiều nữa, các bác nhìn này. Này các bác xem này, rất là nhiều nữa, là đây nó hơi bụi bẩn bám vào rồi, khối lượng cực nhiều luôn. Còn chở xịn của Mỹ với của Pháp đấy, thủ phủ điện tử đấy. Chỉ số thì nó có một số loại thôi, các bác nào quan tâm liên hệ nhé. Rất là nhiều. Đây cái cho các bác xem qua này. Đây, các điện trở này là em mới hôm bận là để vào trong kho đây này. Nó hơi bị bụi bẩn bám vào. Về các bác chịu khó lau qua cái nó sạch bóng này. Rất là đẹp đây. Ví dụ như con điện trở này là nó sạch bóng luôn đấy. Các bác nhìn này. Đấy. Trông nó rất là đẹp. Rồi. Mạch thì còn rất là nhiều. Mạch đây em còn này, trong lúc này nữa. Đèn nó tự tắt rồi. Điện thoại thông minh quá. Mạch này thì hiện tại là còn khoảng là tầm 40 chiếc các bác nhá. 40 chiếc tương đương khoảng gần là tầm 20 đôi. 20 đôi. Ở đấy là đi cùng với điện trở luôn như thế này. Ở đây điện trở thì nó có như này. Em sẽ lấy ra sẵn một bộ để cho các bác xem. Đấy. Thì tất cả đây là đều là hàng mới cứng hết. Có một số con điện trở thì nó hơi bụi bẩn vào này. Nhìn trông hơi xấu hình thức thôi, nhưng mà chất lượng rất là tuyệt vời. Chở 40W này, tức là của hãng này này. Là chở của Pháp nhá các bác nhá. Đấy. Chở VKR này là chở của Pháp. Các bác dùng thì vô cùng tuyệt vời luôn. Em sẽ lấy cho bác xem. Đây cái chở này hôm đâu em có làm một cái video. Em đập cái điện trở này ra, phải nói đúng ra là nếu mà đập được con điện trở này ra, các bác thứ nhất là phải khỏe tay, mà thứ hai là phải biết kiểu mới đập được. Chứ còn không nó toàn đập bay cái bối ra ngoài. Không đập nằng nhằng nào gãy cả cái cán búa đấy. Nhà chợ này là chợ của Pháp nha các bác nhé. Đấy. Hai cái hãng này là chợ của Pháp. Điện trở này em đấu thầu được ô nô này đấy, nhưng mà tính tổng giá trị lên thì khá là cao. Cái này em xin báo giá luôn nhé. Các loại điện trở nói chung thì giá là như nhau, bởi vì mua vào là kg, bán ra cũng là kg, không ăn này. Ưu tiên anh em thợ lấy số lượng tầm 10 cân trở lên em sẽ bao ship cho các bác. Đấy, 1-2 cân thì không có ship đâu. Đấy. Thì đây trở này em lấy vào là 80.000 một cân và bán ra hiện tại là 100.000 một cân các bác nhé. Đấy, số lượng có khá là nhiều. Đấy, lấy vào là như thế và bán ra. Đấy, bây giờ tên nhà DN kiếm đi gọi là có cái Tết đã. Thì em báo luôn mức giá cho các bác xem. Các bác biết. Đấy, các bác nào muốn mua thì vui lòng liên hệ nhé. Số điện thoại ở dưới phần mô tả. Đấy, ưu tiên anh em thợ về, tức là như này, làm rất là nhanh luôn. Ví dụ các bác về nha, các bác nào muốn về mà tự lắp ráp luôn, kể cả anh em thợ nào đám cưới, nếu mà có điều kiện một chút thì chúng ta mua luôn cả bộ này về. Em bán nguyên cả một bộ kit như này, tức là hai đôi, à hai chiếc như này có giá 400.000 các bác nhé. Tức là hai chiếc mạch như này là có giá là 400.000 đấy, linh kiện tốt chuẩn xịn. Các bác về chỉ cần đóng tụ đấy, tụ ba con cuộn dây, ba con dây vào là ok, là chơi, là đánh thoải mái, đánh tẹt ca, đánh nồi cả noa ra ngoài không chết được phần tử.
các bác nhá. Đấy. Mạch xịn như cái này, mạch trước này em đã báo giá rồi. Hai cái mạch không thôi là vào 200.000 mà. Còn cộng thêm một điện trở nữa thì mỗi mạch này nó ước tính là khoảng cỡ là gần 1 ký điện trở đấy. Thì là 100.000. Đấy. Còn ví dụ các bác mà chơi nguyên cả bộ kíp mạch này. Các bác lấy luôn cả hai cái mạch này, tức là lấy một đôi là 400 là bao ship cho các bác nhé. Này 400 như thế này này là bao ship cho các bác về đóng tụ vào. Đấy, ba con tụ. Quặn dây. Đấy, ba quặn dây. Thế nào ok. Đấy. Các bác về đóng quặn vuông hay quặn tròn tùy các bác, tụ cản tiếp thì 2,2 đến 3,3. Giới hạn là 3,3 đến 4,7 nhá. Còn tụ thiểu là 2,2. Đấy. Và quặn dây này thì các bác em sẽ có thông số khi các bác mua hàng. Đấy. Và tụ cản bát tức là hai con tụ đây thì các bác cứ đóng cho em là hai con 10 mm như nhau. Ok. Đấy, con này 10 mm, con này cũng 10 mm. Đấy. Hoặc là con này 15 mm thì con này chỉ 10 mm thôi cũng được, bởi nó gắn linh gà vào điện trở nữa. Kéo nở. Rồi. Ở đấy thì là cái mạch này em bán cho các bác là không phải nghĩ ngợi gì luôn, đánh rất là bền, rất là ok. Đấy. Mạch này là mạch sử dụng cái vật liệu là phíp thủy tinh chịu nhiệt. Nên cái mạch này các bác về dùng thì không phải nghĩ ngợi về gọi là nó đánh nó nóng, nó o mạch này vậy. Mạch này rất là bền. Mạch này đốt bằng bật lửa còn chán mới cháy các bác nhá. Đấy, rồi ok. Thì hiện tại em có một ít này thôi, vừa nãy ráp lên một ít này. Để quay cho các bác. Rồi thì mai này em ráp tiếp một vài bộ hoàn chỉnh em sẽ giao nốt cho các bác ở bên Hải Dương, Hải Phòng. Đấy. Thì là ước tính là còn giao nốt thì nó còn cỡ là tầm 35 đến 38 bộ mạch như này. Đấy. Rồi ok. Thế thôi được rồi. Này là giới thiệu này thôi. Hẹn gặp các bác trong những video sau nha. Yeah.